Hello, xin chào bác, em là Minh Tia Chớp. Thì hôm nay em có về chiếc Seiko Preset Inimo SRW057. Đây là một phiên bản Nhật nội địa, trang bị bộ máy 627 cao cấp với tần số 28.800. Và đặc biệt hơn nữa là chiếc này thì sẽ có mặt tráng men các bác nhé. Mặt men, mà cái màu xanh của nó là màu xanh cửu long, rất hiếm trong cái bộ men các bác ạ. Đây là dòng men mới của nhà Seiko, thiết kế trông gọn gàng, tinh tế hơn so với dòng men cũ. Một lát nữa thì em sẽ nói kỹ hơn để các bác có thể phân biệt giữa dòng men mới và men cũ của nhà Seiko nhé. Trước tiên là chúng ta phải nói về cái tình trạng cũng như cái mức giá của con này. Con này thì nó hàng trưng bày các bác, thân vỏ gần như là hoàn hảo, không tì vết. Dây thì để một thời gian thì nó gập vào gối thì nó sẽ có hơi ố đi một tí thôi, chứ còn lại các bác nhìn thấy này, dây gần như là chưa xỏ lỗ. Cái này lỗ để cho để đồng hồ thôi. Mà giá thì có bao nhiêu? 15 triệu 500 ngàn. 15 triệu 500 ngàn cho một chiếc 627 mà mặt tráng men. Giá đúng bằng một con 435 tầm thấp mà các bác mua ngoài hãng. Cân nhắc các bác nhé, bởi vì con này nếu mà ở thị trường Việt Nam nó sẽ có mức giá dao động tầm 35 đến 40 triệu, không hề rẻ. Mà giá bây giờ có 15 triệu 500 ngàn, chỉ bằng nhỉnh 1 phần 3 thôi. Hình thức siêu mới các bác ạ. Rồi, đi theo nó là một bộ dây da bò B, rất đẹp và mềm. Đấy. Khóa này các bác này, khóa bướm này, thậm chí còn chưa bóc cái ni lông khóa này. Về thiết kế của con SRW057 này thì đó là một cái thiết kế của mặt men mới các bác nhé. Men mới thì các bác sẽ thấy là bao giờ cái phần càng của nó trông nó cũng gọn gàng hơn, trông cứng cáp và gọn gàng và nhỏ hơn là so với men cũ. Men cũ thì thường là nó sẽ sử dụng cái thiết kế càng nó hơi to ở phần hông ở đây và nó cong nó cuộn vào trong. Còn cái men mới thì trông nó thanh thoát hơn, nó gọn gàng hơn đúng không ạ? Nó nhỏ hơn là so với men cũ. Còn về trang bị thì chúng ta cũng có một phần kính sapphire nguyên khối khá là trong trẻo ở đây. Bezel cũng sẽ được đánh bóng và có những góc cạnh trông nó cứng cáp hơn. Núm thì được sử dụng ở đây là núm Big Crown, núm Vương Miện. Thiết kế rất đẹp, gọn gàng. Đấy, có logo Seiko ở trên. Về kích thước size thì lúc nãy em có đo rồi, con này size 40 mm này. Độ dày hơn 12 mm này và lắc tu lắc con này rơi vào tầm khoảng 47 mm. Cho nên anh em chỉ cần có cổ tay khoảng tầm 15.5 15.3 cm đổ lên là đã có thể chơi được rồi. Còn nếu anh em có cổ tay khoảng tầm 15.7 thì đeo thật sự các bác là đẹp. Đây các bác nhìn không? Rất đẹp và gọn gàng đúng không? Thiết kế thì mang hơi hướng của người Đức, thiết kế theo kiểu dạng Bauhaus, tối giản cọc kim này, các bác nhìn thấy không? Thiết kế nhìn như mấy con Nomos hay là Stowa đấy. Cực kỳ gọn gàng, cọc kim mà rất là đẹp, mà nó vẫn vẫn đảm bảo là cái độ rõ nét của phần cọc kim nhé. Bác thấy là cái việc mà xem giờ xem thứ ngày của con này nó rất là dễ thôi đó. Thì kính trang bị kính sapphire, còn con này là một con với mặt số được làm tráng men. Các bác sẽ có một cái điểm nhận dạng của những con mặt tráng men là các bác sẽ hơi nghiêng một chút và sẽ thấy là cái mặt số của nó không phải là một mặt phẳng mà nó sẽ hơi lõm một chút. Đó là cái đặc điểm của mặt tráng men. Mặt tráng men thì nó trải qua rất là nhiều bước các bác nhé, nó cũng kiểu như là tráng men trên bát sứ các kiểu ấy. Thì với mặt tráng men thì nó sẽ có ưu điểm là nó khiến cho cái mặt số trông thật hơn, màu sắc trông bóng bẩy, trông rõ nét hơn, và đặc biệt hơn nữa là cái tuổi thọ. Với tuổi thọ con mặt tráng men thì bao giờ nó cũng sẽ có một tuổi thọ cao hơn rất là nhiều so với con mặt mạ. Nếu các bác dùng giữ thì có thể là 30 năm, 40 năm, thậm chí là 50 năm nó vẫn đẹp như thế này. Tất nhiên là phải dùng giữ các bác nhé, chứ dùng phá thì cái mặt nào nó cũng hỏng thôi. Cho nên các bác nhớ rõ này, tuổi thọ bọn mặt men này thì nó cao hơn mặt mạ rất là nhiều. Các bác tưởng tượng là một cái mặt mạ đấy, sau một thời gian kiểu chơi đấy, kiểu khoảng tầm 15 20 năm hoặc là 2 30 năm chẳng hạn, thì nó cũng có những cái vết như kiểu như là bong tróc vẩy mạ các kiểu. Nhưng mà mặt men thì gần như là các bác sẽ không gặp cái hiện tượng đấy. Tất nhiên là các bác phải dùng giữ các bác nhá. Đấy. Cho nên là với những con mặt men thì bao giờ cái mức giá nó cũng sẽ cao hơn rất là nhiều. Ví dụ như con này nhé, 15 triệu 500 hàng trưng bày này. Thì nếu mà ở thị trường Việt Nam con này sẽ bán new dao động tầm 35 đến 40 triệu ngoài hãng, không hề rẻ đâu. Một con mặt men mới thì các bác sẽ thấy là phần càng của nó trông gọn gàng hơn đúng không ạ? Rồi cọc kim nữa cũng là một cái điểm sẽ khác biệt so với men cũ. Thay vì là cọc la mã và kim la liễu như là men cũ thì các bác sẽ thấy là bộ kim của con men mới này trông cũng đã ấn tượng hơn, nhưng mà nó cũng mảnh rẻ hơn là so với men cũ đúng không? Phần cọc thì thay vì là cọc la mã thì chúng ta có là cọc vạch. Đấy, thiết kế nhìn như những mẫu đến từ Đức kiểu dạng Nomos, Stowa hay là Dungwan. Một thiết kế theo hơi hướng Bauhaus của người Đức, tối giản cọc kim.
Nhưng mà nó vẫn giữ được cái độ rõ nét đúng không các bác? Các bác hoàn toàn là rất là dễ để xem giờ cũng như là xem ngày hay là kim báo chữ cót của nó. Nó vẫn đảm bảo cái độ rõ nét trong cái việc mà xem những cái chức năng bên trong. Cho dù là nó tối giản cọc kim mà nó khiến cho cọc kim của nó trông nhỏ hơn, mảnh rẻ hơn nhưng vẫn rõ nét các bác nhé. Hơn nữa thì đây là một chiếc với mặt màu xanh cửu long, một cái màu men khá là hiếm trong bộ men của nhà Seiko. Đấy, và nó cũng sẽ làm nền cho cái phần cọc kim màu trắng, khiến cho cái cọc kim này nó trở nên rõ nét hơn rất là nhiều. Đó. Rồi. Chức năng thì chúng ta có đấy, chúng ta có lịch ngày, có kim báo chữ cót quanh cái kim giờ này. Còn về trang bị thì chúng ta cũng sẽ có là trang bị con máy 6-27 với 29 chân kính. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái điểm nhấn, đó là con máy này sẽ có vành tóc chống tử. Đây các bác nhìn thấy chữ U úp ngược không? Thì vành tóc con này được làm bằng hợp kim spon 510 từ coban và niken, thì nó sẽ hoàn toàn miễn nhiễm với từ trường. Đây là đó là một cái điểm nhấn của bộ máy này nhé. Made in Japan chắc chắn rồi, con này là bản Nhật nội địa luôn đấy ạ. Chống nước 13 này, kính sapphire này, serial number này, tấn thép không gỉ. 6-27 thì chúng ta có một con máy tần số là 28.800 automatic, có hỗ trợ có tay dừng kim dây, độ sai số cực kỳ ổn định, tốt, lành, bền. Và giá thì giao lưu chỉ bằng một chiếc 4R35 tầm thấp mà các bác mua ngoài hãng thôi. Và các bác nên nhớ đây là một con 6R27. Về máy nó đã cao hơn rất là nhiều rồi, mà lại còn là một con 6R27 mặt trắng men nữa. Nó lại càng giá trị hơn. Và hôm nay giao lưu với các bác chỉ có 15 triệu 500 ngàn, một mức giá rất phải chăng cho SRW057. Nói thật với các bác này, con này giá nó cực kỳ mềm. Rồi, bảo hành 24 tháng miễn phí tất cả các lỗi, riêng rơi vỡ bọn em hỗ trợ 50% và cam kết là đền gấp 10 nếu phát hiện hỏng phách nhé. Mọi thông tin liên hệ thì em để phía dưới phần tiêu đề của video. Tất nhiên là đối với những sản phẩm mà giá trị cao như thế này thì mong các bác thông cảm là bọn em sẽ có yêu cầu cọc trước từ 15 đến 20% giá trị của đơn hàng. Cái này thì thật sự là mong các bác thông cảm cho em Minh nhé. Đây, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo. Nhớ cho em một like và một đăng ký theo dõi nhé. Cái đấy nó rất quan trọng với em Minh. Xin chào các bác.